Quyển 1 Chương 1 Đồng thoại Internet Phan não tàn nói chuyện với đại thần Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vương Tiểu Vũ là một người thuộc đảng phái xui xẻo, sau khi tốt nghiệp đại học sang du học ở Hữu Quốc, đây là một tên gọi nước Anh mà dân mạng Trung Quốc hay dùng. Đối với một trạch nam mà nói, ngoài trừ đi học ở nước ngoài ra, cuộc sống ở Anh Quốc cũng không có gì quá khác biệt so với lúc còn ở trong nước. Cuộc đời Vương Tiểu Vũ có hai cái ham muốn lớn nhất, một là vẽ vẽ, bởi vậy lúc thi vào trường đại học liền chọn chuyên ngành hoạt hình, hai là xem tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết BL. Từ 7 năm trước cậu rơi vào hũ giới, từ đó trở đi liền bước lên một nơi không thấy đường về, thậm chí cậu còn là mốt của một diễn đàn tiểu thuyết đam mỹ nào đó, với ID là Tiểu Vũ Trụ. Lăn lộn trong giới đam mỹ mênh mông lâu ngày, Vương Tiểu Vũ đang đứng giữa ranh giới của hữu nam và gay gần nhất bởi vì cậu đang đọc một bộ cổ phong tam quốc đồng nghiệp, Du Jin Si, mà triệt để manh một vị đại thần tiểu thuyết BL, Trắc Thành Phong, vị đại thần này viết thịt, cảnh hát, thật ngon miệng, văn phong mạnh mẽ, đề tài đa dạng, phan não tàn nhiều vô số kể, và Vương Tiểu Vũ cũng là một trong số đó. Cậu đối với văn của đại thần nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến chung tình, tam kiến liền xem nó như bản mệnh, sinh mệnh, của mình. Văn bị bỏ trống nhiều ngày khiến tiểu vũ trụ triệt để bùng nổ, đều đọc lại toàn bộ văn của Trắc Thành Phong một lần, từng bước từng bước trúng mình, một lần lại một lần bình luận thật dài, bình tĩnh mà mua hết quyển này đến quyển khác, gửi đến địa chỉ của bạn bè trong nước. Có người khen ngợi đại thần, cậu lập tức bổ nhào vào ông chặt lấy tri âm, có người dám chê đại thần. Trên đó là phi mã giáp sao? Chiến đấu vì đại thần cái coi nào, đúng vậy, nơi có người thì sẽ có chiến tranh, đại thần hồng, nổi tiếng, lại càng nhiều thị phi giữa các diễn đàn lớn trong giới cũng không phải là không có những bài chê bai đại thần, bất quá thông thường các loại bài phục này sẽ bị bao phủ trong biển của phan não tàn, thời gian. 0800PM thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2012 địa điểm. Nhóm quản lý hữu văn, diễn đàn văn học của hữu nữ, trong cờ triêu văn hữu đạo. Tiểu vũ trụ, tiểu vũ trụ, mau tới xem, lại có người treo bản mệnh của cậu lên trang chủ rồi kìa. Triêu Văn Hữu Đạo là thành viên trong bầy đàn của Đại Trúc Hoa Mụi Tử trong Hữu Văn, cùng một em gái tiểu Trúc Hoa khác Phượng Phượng Vu Phi đều là hữu nữ có thâm niên, với đôi mắt tinh tường sắc bén thời điểm nhìn thấy tiểu vũ trụ liền kéo cậu vào tổ quản lý, lần thứ hai trong cuộc sống lại tăng thêm rất nhiều lạc thú, tiểu vũ trụ. Cái gì? Báo địa chỉ. Tiểu vũ trụ máu gà, chuẩn bị xoa tay liều sống chết một phen, nhanh chóng tìm được một bài phột với tiêu đề đến tột cùng văn của Trắc Thành Phong có gì hay để xem. Có người không nuốt nổi giống ta sao, chỉ mới phột được một giờ mà đã đạt đến 400 lâu, bình luận, rồi tiểu vũ trụ trong lòng nóng lên. Ta sát. Có thể sáng tạo hơn chút không a? À? lại tới ngày kéo xuống chút nữa xem trả lời, Phan Thành Phong một. Cái người tới ngày kia thỉnh tự trọng. Người qua đường. Cùng ý kiến với lâu chủ, ta cũng nghĩ không ra, Rõ ràng rất giống nhau, vì cái lông gì lại có nhiều người manh nàng, nàng ở đây là nói về anh Phong ấy, thông thường thì tác giả viết đam mỹ toàn là nữ thôi mà anh Phong lại chưa công khai giới tính nên bị người khác hiểu nhầm, như vậy. Phan Thành Phong 2. Không muốn xem ngươi cứ nhấn vào dấu X a à thân ái, ngươi không manh thì để người khác manh, cần gì phải bột bài tìm kiếm đồng minh vậy? Phan Thành Phong 3. Ngược lại là lâu chủ này, loại văn tuyệt thế nào có thể lọt vào mắt ngọc của ngài đây? là thiếu nam có trái tim thủy tinh sao? Phan Thành Phong 4 Nhàm chán, lâu chủ tắm một cái rồi ngủ đi. Chúng ta đến đoán đoán một chút người nào sẽ xóa bài này nha. Thành Phong phấn 3 Còn cần đoán Nhất định là tiểu vũ trụ. Thành phong phấn 2. Tiểu vũ trụ B1. Tiểu vũ trụ quay về nhóm chat bên quy nhàm chán nói. Hư tớ cho rằng lần này có thể kiên trì lâu hơn một chút nha mới có ba bình luận đã bị chuyển sang đề tài khác quá không thú vị phượng phượng vu phi cái kia ai bảo phong đại nhà cậu có lực lượng phan hùng hồn quá làm gì ai tiểu vũ trụ đi dọn dẹp tàn cục đi mấy tớ đang xài tận ba tài khoản không rảnh tay tiểu vũ trụ có cần vậy không a à? từng người từng người các cậu đều đâm đầu vào trò chơi còn có người nào quản diễn đàn đây Triêu văn hữu đạo. Vuốt lông vuốt lông, không phải đã có cậu đảm đương rồi sao? Khổ cực cho cậu rồi, nhanh đi xóa bài đi, nhanh lên nhanh lên. Tiểu vũ trụ. Diễn đàn, tiểu vũ trụ. Thông báo với bài cột 8 cg trong vòng 3 phút sẽ bị xóa bỏ. Phan Thành Phong 1. A a a a, trước khi xóa cần phải lưu tên lại. Phan Thành Phong 2. EA. Thắng quả nhiên là tiểu vũ trụ. Lưu tên Y1 Quản lý hữu văn trong nhóm Quy Quy, tiểu vũ trụ. Đã xóa xong. Triêu văn hữu đạo. Ngoan. Được rồi, có phúc lợi cho cậu đây, có muốn không? Tiểu vũ trụ. Phúc lợi gì? Cậu ấy có thể có phúc lợi gì nha? Tiểu vũ trụ mang theo vẻ mặt nghi ngờ, triêu văn hữu đạo. Mị ha ha, không phải sắp đến sinh nhật mừng diễn đàn của chúng ta tròn 6 tuổi sao? Trước đây có đi dụ dỗ vài tác giả mời bọn họ vào hôm sinh nhật đó lên y y chúc mừng. Nhận được nhiều lời đáp trả thật tốt đâu. Trong đó có, sinh nhật tròn 6 tuổi. Lẽ nào, tiểu vũ trụ vội vàng nói. Thế nào? Thế nào? Chắc thành phong có trả lời sao? Triêu văn hữu đạo. Mỹ ha ha, nhìn ảnh chụp. Ảnh chụp là tin nhắn Trắc Thành Phong đáp trả, rất vinh hạnh vì nhận được lời mời vào ngày sinh nhật của diễn đàn, trước tiên sớm chúc mừng sinh nhật 6 tuổi vui vẻ. Về buổi phỏng vấn, tôi đã xem qua thời gian, vào ngày sinh nhật hôm đó hẳn là tôi sẽ không quá tiện để nói chuyện. Nếu như không nhất định phải nói trực tiếp, tôi rất vui lòng ghi âm trước. Trắc Thành Phong Triêu Văn Hữu Đạo Thế nào? Kích động sao? tớ cũng không nghĩ tới người ấy có thể trả lời. Vậy nhiệm vụ chủ trì buổi phỏng vấn liền giao cho cậu, làm chứ? Diễn đàn hoàn toàn yên tĩnh, triêu văn hữu đạo. Tiểu vũ trụ. Tiểu vũ. Tiểu trụ. Sao lại không trả lời? Phượng phượng vu phi. Đoán chừng là vui đến dạy ra luôn rồi. Triêu văn hữu đạo. Có đạo lý. Một lát sau, tiểu vũ trụ a a a a a a a mình nhìn thấy cái gì? Là nữ thần sống a a a a a. Triêu Văn Hữu đạo, "Phượng Phượng Vu Phi." Quả nhiên là vui tới dại ra, phan não tàn thật là đáng sợ. Rất nhanh, Triêu Văn Hữu đạo trả lời lại với Trắc Thành Phong là sẽ quyết định vào 2 giờ chiều tuần này lên một phòng tư mật của y y phỏng vấn, từ hôm đó trở đi, Vương Tiểu Vũ bắt đầu không thể nào chập mắt nổi cậu tổng hợp lại rồi dốc hết tâm huyết của mình viết thành những điều tâm đắc khi đọc sách của Trắc Thành Phong, thức trắng đêm đánh ra những câu sẽ phỏng vấn Trắc Thành Phong, thời điểm ấn gửi qua tay đều run rẩy, đồng thời não bổ các loại tình cảnh khi vấn đáp, sắp đến ngày phỏng vấn, nguyên bản lời thoại đã thuộc nằm lòng vậy mà càng ngày càng mơ hồ, thời gian. 01, 45 PM thứ bảy địa điểm Phòng y y của Hữu Văn các thời gian hẹn với Trắc Thành Phong chỉ còn lại có 15 phút, ba quản lý hữu văn vào phòng y y của mình để chuẩn bị tiếp đãi thuận tiện lên mạch tán gẫu chật 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 làm sao bây giờ tớ thật khẩn trương thanh âm trong trẻo nguyên bản của thiếu niên lúc này đây tràn đầy sợ hãi bình tĩnh bình tĩnh hẳn là rất nhanh đại thần nhà cậu sẽ đến đừng ném mặt mũi của diễn đàn chúng ta a à. triêu văn hữu đạo mang theo thanh âm của một người tỷ nói phượng phượng vu phi với thanh âm của một em gái đáng yêu cười xấu xa nói nếu như cậu quá khẩn trương thì cứ để tớ lên cho tớ không ngại đâu nha tiểu vũ trụ lập tức bác bỏ không được ở trong diễn đàn so sánh với tớ thì còn ai hiểu rõ đàn thần hơn cơ chứ huống chi đây chính là lần đầu tiên được đối mặt với nữ thần a a a, a ngẫm lại đều hưng phấn muốn chết các người ai cũng đừng có mơ mà giành vị trí này với tớ bởi vì quá khẩn trương hơn nữa còn dùng sức quá độ âm cuối của tiểu vũ trụ đều khàn khàn, triêu văn hữu đạo. Được rồi, được rồi, cậu coi mình cũng khàn cả giọng luôn rồi kìa, nhanh đi uống miếng nước thấm giọng rồi hãy nói tiếp. Bây giờ ở bên cậu là 6 giờ sáng đi. Thật không dễ dàng, vào ngày cuối tuần, cậu cư nhiên dậy sớm một lần. Chật chật, lực hấp dẫn của bản mệnh quả nhiên là vô cùng lớn a. À. Phượng Phượng Vu Phi. Lại nói tiếp, không biết thanh âm của Trắc Thành Phong ra sao nha triêu văn hữu đạo đoán chừng là giọng ngự tỷ văn của nàng ta đại khí vậy mà phượng phượng vu phi vậy cũng không nhất định giọng văn ôn tồn thường tương phản với thanh âm tự như lần trước tiểu vũ trụ a a a các người đừng cãi nhau nữa tớ đã xem không vào một chữ trong bản thảo rồi đây này ô ô ô ngày hôm qua vẫn còn nhớ thật tốt ai biết một giờ trước lại quên mất hiện tại trong đầu cái gì cũng đều không có Triêu văn hữu đạo. Cậu cứ cầm đọc không phải là được rồi sao? Dù sao cũng không có ai nhìn thấy cậu đang làm gì. Tiểu vũ trụ. Khó mà làm được. Vạn nhất tớ làm hỏng FT, sao tớ có thể làm ra chuyện phá hỏng uy danh của nữ thần đây? Ha ha. Trong kênh truyền đến một tiếng cười xa là triêu văn hữu đạo. Vừa nãy. Có phải là có thanh âm gì không? Phượng phượng vu phi. Hình như là là một nam nhân. Triêu văn hữu đạo. Không phải phòng của chúng ta có mật khẩu sao? Tớ đi xem một chút, ai đi là? Trắc, trắc thành phong. Thiếu chút nữa triêu văn hữu đạo đã cắn đứt đầu lưỡi của mình rồi, giọng nam vang lên lần nữa. Mọi người hảo, tôi là trắc thành phong. Phục, vương tiểu vũ phun một ngụm nước lên màn hình, triêu văn hữu đạo. Ôi chao! Tin tức động trời! Trắc Thành Phong Đại Nhân là một nam nhân. Hơn nữa còn là một thành thuộc khí chất công âm. Phượng Phượng Vu Phi. Động trời một, tớ cho rằng chỉ là một em gái thích BL mà thôi, ai biết thật sự là một nam nhân A. Triêu Văn Hữu Đạo. Tớ đã có thể dự đoán nhân khí trong dịp sinh nhật này của chúng ta rồi. Nắm tay O, O. Phượng Phượng Vu Phi. Cùng nắm tay O, O. Trắc Thành Phong Đại Nhân em muốn thổ lộ tận thế của người thật tuyệt vời bộ đội đặc chủng cùng kỹ sư và vân vân quá manh chắc thành phong bình thường vốn khiêm tốn lúc này không quá quen phải phản ứng thế nào với sự bày tỏ nhiệt tình như vậy bất quá vẫn bình tĩnh như cũ nói cảm ơn vì đã thích đó là vinh hạnh của tôi bất quá đừng gọi tôi là đại nhân cứ gọi thành phong đi bản thảo phỏng vấn tôi đã xem qua rồi tùy thời liền có thể bắt đầu triêu văn hữu đạo chúng ta lập tức bắt đầu đi. Này, người chủ trì, cậu lên tiếng coi a. À. Lúc này Vương Tiểu Vũ vẫn còn đắm chìm trong chuyện nữ thần là nam nhân, mà bị đả kích, tuy nói chỉ xem văn, giới tính của tác giả không phải là chuyện trọng yếu, thế nhưng, thế nhưng hình tượng nữ thần vẫn ăn sâu vào lòng, đột nhiên biến thành một nam nhân rõ ràng như vậy, cậu vẫn là bị đả kích thật sâu. Muốn trách thì cũng nên trách, số lượng em gái viết tiểu thuyết BL là nhiều lắm đã từng có vài em gái giả dạng nam nhân lừa thiên hạ, sau đó được truyền ra ngoài liền bị ngược đến chết đi sống lại, đã đi xa rồi, dù sao thì, các độc giả cũng quen với nhiều em gái có cách hành văn bưu hẳn, nói như vậy cũng không có ai sẽ nghĩ tới tác giả là một nhân đâu, Vương Tiểu Vũ hít sâu một hơi, nói. Thật thật, thật xấu hổ, trên màn hình của tôi toàn bộ đều là nước, để tôi đi dọn dẹp một chút, lập tức giải quyết xong. Phượng Phượng Vu Phi Phốc, kinh điển như vậy cậu trâu. Triêu văn hữu đạo. Thành phong đừng thấy lạ à, tiểu vũ trụ là một phan não tàn hết mực trung thành của anh nha. Bình thường rất tài giỏi, không nghĩ tới hôm nay ở trước mặt của bản mệnh. Chật chật, không khác gì một chú chuột, thật đáng yêu. Tiểu vũ trụ. Đừng nói xấu tớ. Bình thường tớ có gì giỏi đâu. Triêu văn hữu đạo. Hảo hảo, không có gì giỏi, nhanh bắt đầu đi, đừng để thành phong đợi lâu tiểu vũ trụ biết đã biết vương tiểu vũ mảnh lực nuốt từng ngụm nước bọt cố lấy dũng khí cái kia đại đại thần không thành thành phong anh anh hảo tôi tôi là người chủ trì tiểu tiểu vũ trụ chắc thành phong cũng bị người chủ trì trên mạch chọc cười nổi lên ý muốn trêu chọc ha hả tiểu tiểu vũ trụ cậu hảo đừng khẩn trương từ từ sẽ tới tôi có thời gian mà Vương Tiểu Vũ ở trong lòng lệ chảy thành sông. Trời ạ, à, quá mất mặt. Mình nói lắp một chữ quan trọng a, à, phượng phượng vu phi. Đỡ tráng. Xem ra chúng ta phải làm tốt chức trách ghi chép lại lời phỏng vấn của người chủ trì rồi. Một, viết tắt của Moderato là thành viên điều hành, chăm lo cho chuyên mục họ yêu thích một cách tự nguyện. Họ có quyền di chuyển, loại bỏ các bài viết không hợp lệ, hỗ trợ thành viên mới chung tay với admin để đảm bảo cho sự phát triển của diễn đàn nói chung và sự phát triển lành mạnh của chuyên mục do họ quản lý nói riêng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.